Khoảnh khắc tót tim này được ghi lại ở ngôi chùa Wat Phuta, Uthon Do Isi, tỉnh Chiang Rai, miền Bắc Thái Lan. Cụ thể, khi thấy con rắn hổ mang đang bò vào trong ngôi chùa, nhà sư có tên Fra Anja Wibon, Tam Techo, vẫn đang ngồi im trên ghế và để cho con rắn độc trườn qua chỗ ngồi của mình mà không hề đứng dậy. Hình ảnh được ghi lại từ camera giám sát cho thấy, khi con vật bò tới gần, nhà sư này đã co hai chân lên ghế rồi cảnh báo cho du khách rời khỏi khu vực. Các tình nguyện viên cứu hộ sau đó đã đến hiện trường và chỉ sau 5 phút họ đã bắt được con rắn hổ mang chúa. Sau khi kiểm tra, họ phát hiện con rắn có một vết thương dài 10cm dọc theo đuôi. Nhà sư cho biết một người đi xe đạp đã làm con rắn hổ mang bị thương khi nó đang băng qua đường. Con rắn hiện đang được điều trị và sẽ được thả trở lại khu rừng.